Hello, xin chào mọi người, mình là Lâm Oanh cuộc sống Korea. Ta nói Tết lại đến lại thèm món Tết quê nhà. Hôm nay mình làm món nem rán ở tại Hàn Quốc. Ta nói thèm là lăn vào bếp làm ăn thôi. Đây là lần đầu mình làm món nem rán gì miền Bắc nha mọi người. Mình thì không giỏi nấu ăn đâu, nhưng thèm hay thích là làm ăn thôi. Mùi vị không đến nỗi tệ đâu mọi người, cũng ngon lắm nha. Nguyên liệu ở đây mình gồm có là nấm mèo và củ cà rốt, củ hành tím, hành lá, và thêm chút miến này, trứng gà và thịt heo băm nhuyễn, và các loại gia vị tiêu, muối, bột ngọt. Ta nói cuốn bánh tráng chiên lên thơm quá trời luôn nha. Món nem rán này là món ăn truyền thống của người Việt Nam, dù có đi đâu cũng không quên bỏ được, đúng không mọi người? Thì sang năm mới, Lâm Oanh xin kính chúc cho ông bà, cô chú sang năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhiều thắng lợi trong cuộc sống. Thì những người tha hương như mình ở Hàn Quốc hoặc là ở nước ngoài, ở nơi khác, thì cũng làm mâm cơm như truyền thống ở Việt Nam mình, và cũng đưa ông bà và đón Tết. Và cũng không còn bao lâu nữa là đến Tết truyền thống của người Việt Nam mình. Sang năm mới, xin chúc cho mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.